Nhân ngày 8 tháng 3, lời chúc tặng mẹ. Kính chúc mẹ không chỉ trong ngày 8 tháng 3 mà tất cả 365 ngày đều luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời. Lời chúc mùng 8 tháng 3 dành tặng vợ. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, anh chúc em thành công trong sự nghiệp. Nhưng với anh, sức khỏe của em là quan trọng nhất để anh luôn có em bên cạnh. Từ trái tim, anh gửi cho em tình yêu thương chân thành nhất. Em là tài sản vô giá của cuộc đời anh và với các con. Em hãy luôn tươi cười nhé. Yêu em nhiều. Lời chúc ngày 8 tháng 3 gửi chị em phụ nữ. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, tôi xin gửi tới tất cả phụ nữ trên toàn thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho phụ nữ ngày càng xinh đẹp, thành công hơn trong cuộc sống. Lời chúc cô giáo nhân ngày 8 tháng 3. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, chúc tất cả các cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Riêng chúc cô đang học đọc tin nhắn ngày này, ngày 8 tháng 3 thật vui, với lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúc các cô luôn cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, tôi xin ôn lại nguồn gốc ý nghĩa lịch sử của ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Lịch sử ngày 8 tháng 3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồn tại của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. Khoảng năm
50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm và hủy việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố ngày quốc tế phụ nữ là ngày 28 tháng 2, 1909. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 3 năm 1910, tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế thứ hai, quốc tế xã hội chủ nghĩa tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những người phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu ngày làm việc 8 giờ, việc làm ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó, ngày 8 tháng 3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới với đấu tranh vì độc lập, dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc của người phụ nữ và nhi đồng. Ở nước ta, vào ngày 8 tháng 3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi giang sơn đất Việt. Mùa xuân năm 1940, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các lạc hầu, lạc tướng, của những người yêu nước ở khắp các quận thị và đông đảo lực lượng phụ nữ tham gia khởi nghĩa. Ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 18 tháng 3 ở một số nước trên thế giới, ngày 18 tháng 3 được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái. Tại một số quốc gia, ngày quốc tế phụ nữ được kỷ niệm bằng những loạt hoạt động liên hoan diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới và các vấn đề thực tiễn như mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo và thăng tiến trong ngành nghề, hay là điều kiện an sinh xã hội, chống ngoại dâm và bạo lực đối với phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ ở Việt Nam, ở nước ta, ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc, niềm tự hào, ý chí vươn lên của người phụ nữ Việt Nam. Một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. Tại Việt Nam, để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ một nửa thế giới, các cơ quan đoàn thể gia đình thường tổ chức kỷ niệm ngày 8 tháng 3 rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Ngày 8 tháng 3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương phụ nữ mà họ yêu quý. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý vị xem vui lòng nhấn like, đăng ký và ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào quý vị.